Kamen Rider Amazons, một series Kamen Rider khá là mới lạ và phá cách so với mặt bằng chung các series Kamen Rider khác. Bộ phim hướng tới đối tượng khán giả trưởng thành, đem một cốt truyện nặng nề, tăm tối hơn, cùng với những phân cảnh bạo lực, máu me rất đặc trưng. Ngay từ lúc phát sóng những tập đầu tiên, Kamen Rider Amazons đã chiếm được cảm tình của rất nhiều fan tokusatsu. Chúng mình đã nhận được khá nhiều yêu cầu thực hiện bài review về series này. Vậy nên ngày hôm nay, hãy cùng RTK Media tìm hiểu về 2 season của Kamen Rider Amazons nhé! Trước khi bước vào review từng season, ta hãy tìm hiểu qua một số thông tin về series Kamen Rider Amazons. Kamen Rider Amazons là một web series lấy cảm hứng từ bộ phim Kamen Rider Amazon thời kỳ Showa năm 1974, nằm trong dự án Superhero Year của Toei. Được phát sóng trả phí trên dịch vụ xem phim của Amazon Prime từ ngày 1 tháng 4 năm 2016. Tính tới nay, Kamen Rider Amazons đã có 2 season phim với 13 tập phim trong mỗi season và một movie điện ảnh mang tựa đề The Last Judgment. Bộ phim xoay quanh cuộc chiến sinh tồn giữa những sinh vật mang tế bào ăn thịt người Amazons. Giờ chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu season 1 của bộ phim nhé. Đầu tiên về cốt truyện, 2 năm về trước, tập đoàn Nozama Pharmacy đã cho nghiên cứu những tế bào ăn đạm mang tên Amazons. Tế bào này kéo vào vật chủ và khiến họ trở thành những sinh vật ăn thịt người. Tuy nhiên, một sự cố của phòng thí nghiệm đã vô tình khiến cho hơn 4.000 Amazons tràn ra thành phố. Tập đoàn Nozama đã chế tạo những chiếc vòng tay có chứa thuốc để kìm hãm sự thức tỉnh của những Amazons đó. Song, công hiệu của nó chỉ có tác dụng trong vòng 2 năm. Ngày nay, các Amazons bắt đầu thức giấc và đe dọa tới an nguy của nhân loại. Đội diệt trùng được triệu tập bởi Reika Mizusawa đã được ra nhiệm vụ đi truy quét và săn lùng các Amazons đó. Họ là một nhóm sát thủ với kỹ năng săn lùng Amazons chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong đội còn có một thành viên cũng là Amazons, đó là Mamoru. Ở đầu bộ phim, khán giả được giới thiệu từ nhân vật Mizusawa Haruka. Cậu bị mẹ nuôi của mình là Reika giam lỏng trong nhà và cho uống thuốc để kìm hãm tế bào Amazons trong cậu. Xong, điều gì đến cũng phải đến, Haruka đã thức tỉnh bản năng Amazons của mình và đụng độ với đội diệt trùng. Ở đó, cậu gặp được Takayama Jin, một Amazons khác, kiểm soát sức mạnh của mình bằng Amazon Driver và biến thân thành Kamen Rider Amazons Alpha. Haruka được Jin và bạn gái của anh, Nanaha, hé lộ cho biết thân phận thực sự của họ là gì. Ngay lúc này, Haruka phải lựa chọn giữa việc để bản năng thức tỉnh và chiến đấu hoặc quay trở về nhà và một lần nữa bị giam lỏng như con thú cưng. Haruka đã nhận lấy chiếc thắt lưng Amazon Driver dự phòng của Jin để chiến đấu, hóa thân thành Kamen Rider Amazons Omega. Sau này, Haruka gia nhập đội diệt trùng để săn lùng Amazons. Xong, anh cũng muốn bảo vệ cho những Amazons chưa thức tỉnh. Tuy vậy, Jin và đội diệt trùng lại muốn truy quét toàn bộ những Amazons trong thành phố. Cuộc chiến sinh tồn giữa các Amazons bùng nổ. Để nhận xét về cốt truyện của season 1 thì mình đánh giá đây là một season có cốt truyện khá là u tối, nặng nề, một góc nhìn rất khác ở dòng phim Kamen Rider mà ta hiếm có thể bắt gặp ở những series khác. Phim xoay quanh một cuộc chiến sinh tồn đẫm máu giữa con người và Amazons. Quy luật tranh đấu chỉ đơn thuần là giết hoặc bị giết. Muốn sống thì chỉ có cách là ăn sinh mạng của kẻ khác. Các Amazons thực chất cũng chỉ là nạn nhân từ những thí nghiệm của con người. Họ không chủ đích muốn làm hại ai, nhưng vì tế bào ăn đạm trong họ buộc họ phải kiếm con người làm thức ăn. Bộ phim khiến cho người xem có nhiều suy ngẫm về quy luật sinh tồn tàn khốc, không phân rõ trắng đen, phải trái, đúng sai. Điều này tạo được sự tò mò và cuốn hút nhất định cho khán giả xem phim. Về phần nhân vật của bộ phim, vì dàn nhân vật trong phim khá đáng nhớ và có cho mình những vai trò nhất định, nên mình sẽ chia ra thành 4 tuyến nhân vật để nhận xét cụ thể, bao gồm tuyến Amazons, tuyến đồng minh, tuyến đội diệt trùng và tuyến tập đoàn Nozama. Đầu tiên ở tuyến Amazons, đó là hai nhân vật Mizusawa Haruka và Takayama Jin. Haruka được biết đến là Amazons thế hệ thứ 3, mang gen của Mizusawa Reika. Ban đầu, cậu bị mẹ giam lỏng tại nhà riêng và được kìm hãm các tế bào Amazons bởi những viên thuốc đặc chế của tập đoàn Nozama. Xong, Haruka đã thức tỉnh bản năng của mình, chạm mặt Takayama Jin và đội diệt trùng, và sau này trở thành Kamen Rider Amazons Omega. Haruka có thể nói là một con người khá đáng thương, khi cậu thậm chí không hiểu rõ thân phận và sự tồn tại của chính mình. Suốt hành trình của season 1 của bộ phim là quá trình Haruka tìm ra mục đích sống cũng như lý do chiến đấu cho bản thân. Cậu như một cây cầu trung gian giữa con người và Amazons. Cậu săn lùng những tên Amazons đe dọa tới nhân loại, nhưng cũng đồng thời bảo vệ cho những Amazons còn chưa thức tỉnh hoặc không có ý định đe dọa tới con người. Tới cuối phim, Haruka đã chọn đi theo bảo vệ cho cộng đồng những Amazons còn sót lại sau chiến dịch Dralog, chiến dịch đồ sát diện rộng Amazons bằng công nghệ máy bay không người lái của tập đoàn Nozama. Nhìn chung ở nhân vật Haruka thì đây là một nhân vật khá gây được sự đồng cảm cho khán giả, cũng là nhân vật được chú trọng phát triển tính cách rất nhiều. Tiếp theo, Takayama Jin, Kamen Rider Amazons Alpha. Anh là một nhà nghiên cứu ở tập đoàn Nozama, trực tiếp tham gia vào việc phát triển các tế bào Amazons. Song, sự cố phòng thí nghiệm khiến các Amazons tràn ra thành phố đã khiến cho Jin tự biến mình thành một Amazons, trở thành Kamen Rider để đi đồ sát, săn lùng tất cả các Amazons do mình tạo ra. Jin là một người đàn ông với lập trường chiến đấu vô cùng vững vàng, cùng phong cách chiến đấu điềm tĩnh. Bản thân tuy là một Amazons nhưng anh đứng về phe con người, không ngần ngại xuống tay tiêu diệt các Amazons. Jin tuy không phải là một nhân vật được chú trọng phát triển tính cách nhiều,
nhưng phong thái của anh lại đặc biệt gây được sự cuốn hút tới cho khán giả. Một con người hoang dã, tàn nhẫn, khu ngầu, xen lẫn một chút hài hước. Có được sự yêu thích đông đảo từ khán giả như vậy, hẳn phải kể đến khả năng diễn xuất vô cùng tròn vai của nam diễn viên Masashi Taniguchi. Đây có lẽ là một màn lột xác vô cùng ấn tượng so với vai diễn trước kia của anh là Nagare, Go Blue trong QQ Sentai Go Go 5. Về tuyến đồng minh, ta có hai nhân vật là Mizusawa Mizuki và Nanaha Izumi. Mizuki là con gái của giám đốc Reika và hiện đang là một nữ sinh trung học. Mizuki coi Haruka như anh trai của mình. Cô thường xuyên ghé thăm Haruka khi cậu còn đang bị mẹ giam lỏng tại nhà. Mizuki dành một tình cảm đặc biệt cho Haruka và luôn đối xử rất tốt với cậu. Ngay cả sau này, khi biết được Haruka là một Amazons, cô vẫn cố gắng bảo vệ an toàn cho cậu. Nanaha Izumi là tình nhân của Jin. Cô đồng cảm với cách sống của Jin và chung sống cùng anh dưới một mái nhà. Cô chính là người đã thúc đẩy Haruka chiến đấu dưới tư cách một Amazons, đồng thời cũng là người trao cho cậu Amazons Driver dự phòng. Nanaha là hậu phương vững chắc cho Jin. Cô luôn ủng hộ anh trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, Nanaha cũng không ít lần cứu nguy cho Jin trong những tình huống éo le. Sau này, cô và Jin trở thành vợ chồng và có một đứa con tên là Chihiro, nhân vật chính trong season 2 của Kamen Rider Amazons. Tiếp theo là tuyến về đội diệt trùng. Một nhóm sát thủ bao gồm Makoto Shido, Nozomi Takai, Kazuya Misaki, Kota Fukuda và Amazon chuột chuỗi Mamoru. Đội diệt trùng làm công ăn lương cho tập đoàn Nozama. Họ đi săn lùng các Amazons trong thành phố. Vì đều có chung một mục tiêu là làm việc vì tiền, nên họ có sự tin tưởng và gắn kết với nhau. Tuy không phải là tuyến nhân vật trung tâm và cũng không được phát triển tính cách, nhưng họ góp một phần không nhỏ trong việc tương tác, khai thác nhân vật và tính cách của Haruka. Đồng thời cũng đại diện cho góc nhìn của người xem, tìm hiểu và vấy màn bí ẩn xung quanh sự tồn tại của các Amazons. Cuối cùng, tuyến tập đoàn Nozama bao gồm 3 nhân vật chủ chốt là Reika Mizusawa, Jugo Tachibana và Takaki Tenjo. Reika là giám đốc của tập đoàn Nozama, là người trực tiếp quản lý công việc đối phó với các Amazons trong thành phố. Bà là một người phụ nữ rắn giỏi, nghiêm nghị, lạnh lùng, là mẹ của Haruka và Mizuki. Tuy là một người không hề đơn giản, cũng đem trong mình khá nhiều toan tính, nhưng nhìn chung về bản chất, Reika đứng về phe con người, muốn tiêu diệt những Amazons để bảo vệ cho nhân loại. Jugo Tachibana, trưởng ban tiếp thị tập đoàn Nozama. Ông là một gã đầy tham vọng với mục tiêu kiếm lời từ các tế bào Amazons. Tachibana muốn lợi dụng các Amazons để làm công cụ chiến tranh. Ông chính là người đã triển khai Sigma Project và tạo ra Amazon Sigma với vật chủ là thành viên đã chết của đội diệt trùng Maehara Jun. Cuối cùng là Takaki Tenjo, chủ tịch tập đoàn Nozama, một kẻ thực sự nguy hiểm. Ông không quan tâm tới sinh mạng con người cũng như an nguy của cả thành phố. Ông chính là người đã để các Amazons tràn ra ngoài để kiểm chứng tiềm năng của chúng. Ông coi việc đấu tranh sinh tồn giữa Amazons và con người là sự chọn lọc tự nhiên để chọn ra sinh vật mạnh mẽ nhất. Nhìn chung, đây là một gã lập dị và vô nhân tính. Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu về season 2 của bộ phim. Về cốt truyện, season 2 của Kamen Rider Amazons lấy bối cảnh 5 năm sau các sự kiện diễn ra ở season 1. Ở thời điểm này, một loại tế bào Amazons mới, gọi là thế hệ thứ 4, đã xuất hiện. Nó lây nhiễm và biến con người trở thành Amazons. Số lượng Amazons trong thành phố đang không ngừng gia tăng. Sau sự cố Amazons ở season 1, tập đoàn Nozama đã sụp đổ. Thay vào đó, một tổ chức mới mang tên 4C, Competitive Creatures Control Center, đã được lập ra để đương đầu với những mối họa tiếp theo của những Amazons. Cùng thời điểm này, một nhóm thanh niên tự gọi mình là Team X đã lên kế hoạch săn lùng các Amazons, đồng thời ghi lại những video và phát tán chúng lên mạng xã hội để trở nên nổi tiếng và kiếm thêm thu nhập. Chihiro, nhân vật chính của bộ phim, là một thành viên trong nhóm đó. Cậu là một Amazons mồ côi được tổ chức 4C nhận nuôi. Chihiro hóa thân thành Kamen Rider Amazons Neo để chiến đấu với các Amazons khác. Trong một lần đi chiến đấu, cậu đã tình cờ gặp một Amazons khác là EU. Cô thuộc đội săn lùng Amazons của Kurosaki, thuộc tổ chức 4C. EU là một Amazons nhân tạo, được hồi sinh bằng dự án Sigma, giống như Maehara Jun ở season 1 của bộ phim, một vũ khí sinh học được tạo ra để săn các Amazons. Ngay từ lần đầu gặp EU, Chihiro đã có ấn tượng đặc biệt với cô. Câu chuyện chính của bộ phim khai thác mối quan hệ tình cảm giữa Chihiro và EU trên nền bối cảnh là cuộc đấu tranh sinh tồn của các Amazons. Và mạch giữa của bộ phim là nhân vật chính của season 1 là Haruka Mizusawa và Takayama Jin cũng trở lại. Đồng thời, bức màn về thân phận cũng như quá khứ của Chihiro và EU cũng dần được hé mở. Để nhận xét về cốt truyện season 2 thì mình đánh giá tuy bộ phim vẫn giữ được tông màu u ám, ghê rợn cũng như các cảnh chiến đấu man dợ và đã mắt. Song, bộ phim lần này lại tập trung quá nhiều vào việc khai thác mối quan hệ giữa EU và Chihiro, khiến bộ phim phần nào trở nên kém cuốn hút hơn so với season 1. Mối quan hệ giữa Amazons cũng như quá khứ của Chihiro được khai thác một cách khá dàn trải khiến phần nào người xem cảm thấy mệt mỏi khi xem phim. Tiếp theo về nhân vật. Bước sang season 2, khán giả được giới thiệu một số nhân vật mới như Chihiro, EU. Chihiro là một Amazons được sinh ra khoảng 5 năm trước sự kiện của season 2, là con trai của Takayama Jin và Nanaha Izumi. 3 năm sau khi được sinh ra, cậu lần đầu thức tỉnh năng lực Amazons.
Trong một lần truy quét của Fauci, cậu đã được tổ chức nhận nuôi để phục vụ cho công tác nghiên cứu. Bản thân tuy mang DNA của con người, nhưng quá trình tăng trưởng của Chihiro lại diễn ra nhanh hơn hẳn so với người thường. Chihiro luôn căm ghét Amazons và không muốn bị đánh đồng với chúng. Sau khi tẩu thoát khỏi Fauci, Chihiro không có nơi nào để đi. Cậu đã gặp được Hiroki Nagase và các thành viên khác của Team X. Họ đã thu nhặt Chihiro về và cho cậu sống chung. Chihiro sau đó cùng Team X đi săn các Amazons. Đồng thời trong một lần đi chiến đấu, cậu đã gặp được EU và sau này nảy sinh tình cảm với cô bé. Có thể nói, nhân vật Chihiro được xây dựng với tính cách như một đứa trẻ, không hiểu rõ về quá khứ cũng như bản thân mình. Một cậu nhóc với tình yêu trong sáng, chịu hy sinh tất cả vì EU. Xong, Chihiro là một nhân vật khá đáng thương khi bị xã hội ghẻ lạnh, thậm chí bị chính cha đẻ của mình săn lùng. Một dạng nhân vật tuy không tạo được nhiều ấn tượng cho khán giả nhưng lại dễ tạo được sự đồng cảm. EU thì giống như Jun Maehara, một Amazon dạng Sigma, được sinh ra bằng việc cấy tế bào Amazon lên cơ thể của người đã chết. Cô cùng gia đình của mình đã bị giết trong một thảm kịch do người cha trở thành Amazon. Cô được Kurosaki tìm thấy và đem về trụ sở của Fauci. Ở đó, cô được cấy tế bào Amazon và trở thành một vũ khí sinh học hỗ trợ cho Fauci săn lùng các Amazon. Vì là một Amazon xác sống, nên EU như một sinh vật vô cảm, không bộc lộ nhiều cảm xúc trong phim. Xong, cô là đòn bẩy cho những xung đột nội tâm cũng như sự phát triển tính cách của Chihiro. Ngoài ra về tuyến nhân vật thứ chính thì như mình đã nói, Haruka và Jin cũng trở lại trong season này. Có thể nói hai người họ là điểm sáng giúp cho bộ phim trở nên đỡ dài dòng và mệt mỏi hơn. Thêm vào đó, Mizuki Mizusawa cũng góp mặt trong season 2. Cô trở thành một thợ săn cho đội Aoyama của Fauci. Nhìn chung, dàn nhân vật của season này không được mình đánh giá cao bằng season trước đó. Và có thể nói nếu như so sánh mọi mặt giữa hai season của Kamen Rider Amazons thì mình vẫn đánh giá cao season 1 hơn. Tiếp theo, mình sẽ nhận xét về phần âm nhạc của bộ phim. Có thể nói, phần background music của Kamen Rider Amazons tương trợ rất tốt cho sự u ám và tăm tối trong bộ phim. Với những bản nhạc rùng rợn hoặc những đoạn opera ngân nga đầy ma mị đã khiến cho khán giả cảm nhận được sự nguy hiểm bao trùm trong thành phố. Song cũng có những bản BGM rất bắt tai trong những cảnh chiến đấu, giúp cảm xúc của người xem được đẩy lên cao trào. Đặc biệt nhất cho phần âm nhạc của phim chính là các ca khúc chủ đề bao gồm Armor Zone và Die Set Down do nam ca sĩ Taro Kobayashi thể hiện. Đây đều là những bản nhạc rock vô cùng rộn ràng và bắt tai. Và nếu để so sánh với những opening của các series Heisei Rider tính từ Kuga tới nay, thì những bản nhạc chủ đề của Amazon xứng đáng được xếp vào top trên cho những ca khúc hay nhất. Cuối cùng về hành động và kỹ xảo, đây có lẽ là một điểm mạnh và cũng là điểm đặc trưng của Kamen Rider Amazons. Vì phim hướng tới đối tượng người xem trưởng thành nên các cảnh chiến đấu trong phim vô cùng tàn bạo, máu me, tạo cảm giác rất phấn khích cho người xem. Với kỹ xảo tương đối đẹp mắt và mượt mà, phim không ngại phô ra những phân cảnh ghê rợn như bẻ tay, bẻ chân, đâm xuyên bụng, vân vân, vừa giúp làm tăng không khí man rợ cho phim, vừa khắc họa đậm nét cách thức chiến đấu của những Amazons. Trên đây là tất cả những đánh giá, nhận xét của chúng mình về hai phần phim Kamen Rider Amazons. Các bạn nghĩ gì về bộ phim này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé! Nếu như các bạn muốn chúng mình làm thêm một bài review về phần phim điện ảnh Kamen Rider Amazons The Last Judgment thì hãy để lại comment bên dưới nhé! Đừng quên like, share video và subscribe cho channel của chúng mình để không bỏ lỡ những video mới nhất được tung ra trong tương lai nhé! Cảm ơn các bạn đã xem! Mình là Kaitoki của RTK Media! Xin chào! お前は戦うことでしか分かり合えない。